Mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải hứng chịu nhiều hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá, hoàn lưu bão và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2020, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Tại hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, 6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của EVN-NPC đạt 34,5 tỷ kWh, tăng gần 4,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp nhận và cấp điện cho gần 100 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện khoảng 4 ngày. Xử lý gần 20.000 yêu cầu của khách hàng về dịch vụ điện, trong đó có trên 16.000 yêu cầu được đăng ký qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 52,11%, cao hơn kế hoạch EVN giao 2,11%. Thiết kế lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho 2.700 khách hàng. Đặc biệt, đến hết tháng 6 năm 2020, EVN-NPC đã giảm giá điện, giảm tiền điện cho 9,89 triệu khách hàng, với tổng số tiền 2.350 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2020, EVN-NPC sẽ tập trung tăng cường các hoạt động kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hướng dẫn các công ty điện lực trong công tác quản lý hệ thống đo đếm, công tác ghi chỉ số, kiểm soát sản lượng, phúc tra chỉ số, công tơ. Đặc biệt, trong mùa nắng nóng quý 3 2020, tiếp tục xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện 110 kV tại các đơn vị, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và cung cấp điện liên tục cho khách hàng, cho bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ cách ly người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn các tỉnh miền Bắc.